Vâng, và đây 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 có một cái chia lửa lên nè. Bây giờ mình xem cảnh gần ha. À, sát đây nè, cá lóc nó sẽ bay lên rồi nha. Dạ. 1 2 3 bay. Đó, nhìn một cái chia lửa lên ha. Ồ, cái này lửa hả? Cái này lửa quá. Trời ơi. Ồ, nó bự quá. Còn cả bự giờ. Đó, còn nữa mà mình muốn quay rõ nữa ra cái hồ trước. Cái hồ trước cái con cá chia lửa rất là to mà dài luôn ha. Con cá màu đen đen bự lẫn cá đó lẫn cái gì chú? Cá màu đen bự là con cá sấu hòa tiễn. Rồi bây giờ mình xem trong ô nha. Rồi trong ô bay đều nè. 1 2 3. Bye. Đây rất là cộng. Đi 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 chung nhưng mà riêng. Ở đây mà mình thấy nó cũng cỡ rộng á chú, rồi ở đây mình có cái lóc bay còn cái gì không chú? Ở đây còn dịch vụ gì không? Mình có thể chơi gì được á? À, nếu giờ sẽ đi du khách tới đây. Dạ. Chỉ ngoài cái phí tham quan là chỉ 30.000 thôi. Dạ dạ. Nhưng mà mình sẽ được, đầu tiên là mình sẽ được hưởng được là một cái dĩa ổi và uống rồi, trà sen. Dạ, ổi với uống trà sen này, nó rất là thơm, con mới uống xong này rất là thơm. Dạ. Trà sen này là trà sen độc quyền ở nhà đời nấu thôi. Có bán không? Cho ở đây có bán không? Đặc biệt là không bán, bán là cho uống miễn phí. Cho miễn phí rồi chứ không bán. Nếu mà có thèm nữa chở đây uống miễn phí nữa. Vậy mốt con bà không uống không à? Dạ. À, thì khu vườn mình ở đây thì nó rộng khoảng 8.000 mét vuông. 8.000, dạ. À, trái cây thì gồm có là bưởi, ổi, dưới sữa, và ở dưới ao thì mình sẽ thiết kế một số ao sen, có cầu tre, cầu khỉ, cầu dừa, và mình sẽ trải nghiệm bơi sườn trên ao sen. Vậy là một lát mình bơi đây hay gì? À, một lát nữa mình sẽ bơi cái sườn này, bơi sườn này, bơi thẳng hết ao này luôn cũng được. Dạ, dạ. À, hoặc là mình có thể khách trải nghiệm không muốn bơi xa thì bơi vòng vòng khu này thôi. Dạ, vậy thoải mái luôn. Rồi bơi chơi thoải mái này, không tính phí thêm, không có tính phí dịch vụ nữa. Dạ. À, chỉ chọn gói 30.000 thôi rồi chơi thả ga, chơi từ sáng tới chiều. Nếu ai ở đây từ sáng tới chiều là được đãi trà sen từ sáng tới chiều miễn phí luôn, không có tính tiền trà đá, không tính tiền trà sen. Dạ. Rồi. Khu vườn này mình uống đây nè. Dạ. Rồi đây là ở đây là ghé, và nếu mà ai ăn uống thì mình sẽ qua đặt và liên hệ bên nhà bếp, người ta sẽ nấu món bếp cho mình. Mình muốn ăn gì mình đặt trước. Rồi ngoài đây thì mình sẽ ngồi nghỉ khoảng chút xíu thì mình sẽ đi xem cá lóc bay. Dạ. Ở trên Cồn Sơn của mình đó là cá lóc bay, ở đây có duy nhất cái chỗ khu của mình là có mình chú có, hay là có chỗ nào có không? Nói chung cái điểm của chú là có đầu tiên và đầu tiên. Duy nhất đầu tiên, nhưng mà hiện nay thì vì lợi nhuận thì có một số là người ta sẽ làm một cái mô hình nhái. Mô hình nhái theo. À, và chỗ đó thì nó không có thương hiệu. Dạ. Và thường thì có thể bị khách là nếu mà không hiểu biết mà đi qua Cồn Sơn xem cá lóc bay thì thường bị lừa là bị người ta bắt khách. Dạ. Ở cái tiệm mình ở đây mình thấy là cái tiệm tên gì? À, cái chỗ mình là cá lóc bay Tính Hòa. Tính Hòa, dạ. Yeah. Có thể bạn vào Facebook hay là lên là trên mạng website. À, website của cá lóc bay có hết. Vậy là cái trang web đó rồi là của chú luôn. Dạ. Là chú tình cờ vô Google luôn, bấm cá lóc bay Tính Hòa, là bấm cá lóc bay Cồn Sơn rồi là cũng lên luôn. Dạ, là cũng nói luôn. Dạ. Tại vì mình đây mình phát triển cũng gần 4 năm rồi. Dạ. Nhưng nghe nói cũng lâu rồi. Và mình một lát thì mình sẽ được xem biểu diễn tiệc chiêu cá lóc bay. Tiệc chiêu luôn hả? Chứ à. Và ngoài đó thì mình sẽ đi tham quan vườn. Dạ. À, vườn cây thì ngoài vườn có ổi, bưởi rồi chụp hình hay là hoa kiển mình trang trí đó, hồi nãy mình có quay cái cảnh trước chưa? Dạ, dạ, ông thấy trước rồi. Từ ngoài cổng đi vô thì mình trang trí hoa cảnh đồ ở số vườn, ở sau có cầu tre, cầu khỉ rồi, đặng mình check in. Dạ, dạ, dạ. À, trải nghiệm đi cầu tre, đi cầu dừa rồi chơi. Dạ. Vậy là một lát chú sẽ dẫn dẫn đi ha. Có để mình chờ lâu nữa thôi, giờ mình đâu mình di chuyển đi. Dạ, dạ. Di chuyển đi xem cá lóc bay luôn ha. Dạ, dạ. À, ngoài cá lóc bay còn con cá độc nữa. Ngoài cá lóc còn con cá độc nữa ha. À, là con cá chia lửa. Cái gì? Cá chia lửa hả? Có thấy cá chia lửa chưa? Chưa. Cá chia lửa để trên hồ là cá. Rồi mình di chuyển lên đây. Rồi, di chuyển lên cái nhà sàn. Ba đứa nó hả? Đứng lên đó nhìn ra cái bia đẹp luôn, rồi thấy nguyên cảnh ao sen luôn. Đây, cá lóc bay này. Rồi bây giờ là mình xem trong ô nè, cá lóc bay trong ô trước nha. Trong ô. Trong
chuẩn bị 1, 2, 3 wow. Quá dữ. Thấy gì coi. Ồ đẹp quá. Rồi ở đây là mình xem cảnh là cái cảnh gần. Ở dạ. Ngoài luôn, sát luôn. Đây nè, sát bên này. Đây, ở ngoài thì nó cũng vẫn bay nha. Và có thể cá chia lửa sẽ xuất hiện. À, 1, 2, 3 rồi. Rồi, con cá chia xuất hiện. Ồ, quá tệ luôn. Đó. Cá chia lửa. Cái tay lửa nó màu vàng hả? À, thường nó lú vậy thôi. Còn nếu hồi nữa mình muốn xem rõ cá chia lửa, mình ra cái hồ ở trước. Dạ con có một con á. Hồ trước có hai cá chia lửa cũng rất là to luôn. Dạ. À con những cái con cá này là có những lúc nó sẽ bị hốt hoảng tinh thần nha. À bởi vậy tôi vẫn để cái bản là không chọc phá cá. Dạ. Nếu mà khách mình mà lại mà hơi hiếu kỳ mà chọc phá cá hoài thì con cá nó sợ, nó sẽ trốn đi. Và nó sợ nó chạy trốn đi thì nó không có biểu diễn cho mình xem được. Dạ. Rồi bây giờ thì mình xem lại ạ. Xem lại ở trong ô bay. Và một chút xíu sẽ đi vòng trở về. Nếu mà có gì đi vòng trở về cái chỗ hồi nãy. Hồi nãy ta hơi đông quá tôi không sẽ biểu diễn mình kia. Dạ. Bên kia là tôi sẽ biểu diễn con cá bay lên bờ luôn. Rồi. Nếu có gì thì lát mình quay trở lại điểm xuất phát. À, rồi coi lại trong ô nha. Rồi. 1, 2, rồi, xem lại con người. Bye. Bây giờ mình sẽ đi di chuyển ra ngoài kia. Di chuyển ra ngoài kia, cái đàn kia sẽ quay tốt hơn nữa. Này à, mình đi trong vườn mà thấy mát quá anh. Chơi chú. Quá trời mát ha. Cây cối ừ. Che mát. Giờ thì mình cũng có gì thôi. Đây là bưởi, cây bưởi này là bưởi dạ. Già xanh. À, à trái xuống đó là trái xuống té xuống mường rồi. Đây là cái vườn ổi. Dạ. Và hứa hẹn năm sau quay trở lại đây thì cái vườn ổi sẽ nó biến thành cái vườn đặc biệt hơn nữa. Trồng trồng cái khác hả vậy? Này vậy chú gọi lặng cho nó nghe hay sao? À, đây là mình gọi vậy. Đây là kêu bằng một cái khi mình phát tín hiệu đi. À, nó nghe khôn nó lại nè. Thì nó tập trung lại ha. Mình thấy đi mà hồi nó tập trung đầy là hết nè. Này mình tập khó. À, này mình tập hay khó không mà nó hay quá. Nếu mà nói khó dạ. Thì không phải khó. À, nhưng mà mình phải tập luyện cho nó kiên trì lâu ngày nó sẽ thành một cái phản xạ có điều kiện. Dạ. Cái này là mình tập từ bé hay là sao? À, từ nhỏ tới lớn ạ. Mình tập biết cho nó quen. Vâng, và đây. À, đây có con cá chia lửa lên nè. Bây giờ mình xem cảnh gần ha. À, sát đây nè, cá lóc nó sẽ bay lên rồi nha. Dạ. 1, 2, 3, bay. Đó, nhìn cá chia lửa lên ha. Ồ, cái này lửa hả? Cái này bự quá. Trời ơi. Ồ, nó bự quá. Con cá bự vậy. Đó, còn nữa mà mình muốn quay rõ nữa. Ra cái hồ trước. Cái hồ trước cái con cá chia lửa rất là to mà dài luôn ha. Con cá màu đen đen bự là cá đó, là cá gì chú? Con cá màu đen bự là con cá sấu hòa tiễn. Rồi bây giờ mình xem trong ô nha. Rồi trong ô bay đều nè. 1, 2, 3, bay. Trời ơi con cá mình giật đi cá. Hai con cá mình dài cho hai con cá rồi đây mình xem lại chỗ mấy con cá này bay tự do đây ha. Con cá chia lửa sẽ xuất hiện ngay chỗ này nè. À, bay lên nha. 1, 2, 3 bay. Trời con cá này là ba mấy con cá mấy gì con cá rồi vậy. À con cá này rất đặc biệt. À mình gọi nó con cá chia lửa. Và con cá này đặc biệt cái là mỗi lần mà nó bay lên là nó phun ra lửa. À nhưng mà hồi xưa giờ nó chưa bay lần nào hết á. Rồi và bây giờ thì mình xem lại trong ô nha. Trong ô bay đều lại một cá nữa coi. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3 bay. Rất đẹp. Thì này xem cá lóc bay rồi mình sẽ là trải nghiệm đi cầu tre bên kia. Đó, nhìn cái dàn cầu tre trên ao sen đó ha. Rồi, từ từ, bây giờ là cảnh cá
nói chơi thôi, để nó biểu diễn thôi ha. Rồi giơ chân tay tôi đây, sát ở đây nha. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3 bay 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 lên bờ luôn không hả? Đây là tôi chỉ điểm cho anh mà anh không có tập trung nhìn sao thấy. Rồi nói vậy chứ muốn cho nó bay thì cũng hơi khó nha, không phải lúc nào mà cũng bay hết. Rồi bây giờ mình xem lại trong ô lưới một lần nữa. Ô lưới hả? Trong ô lưới. Chuẩn bị 1, 2, 3 bay. Bay bự rồi, bay bự là phải ngay trên chỗ này nha, lưới về gần đây nha.